hôm rồi con có nghe sư giảng về thầy tu bơ sữa là sao thưa sư? nói như thế này nè, đó là cách nhìn của những vị trưởng lão nghĩ về những cái vị sư bây giờ. Đó là tại sao? Bởi vì các vị trưởng lão á, thời của các vị á kiếm một cái lon sữa nó khó lắm nha, chùa mà vì chu kỳ á đi đâu về á mà có được cái lon sữa bò đó ờ, rồi chia ra quý lắm chia ra quý lắm thậm chí pha loãng mấy nước rồi đó cũng các ngài kể lại cái pha loãng mấy nước rồi đó, các ngài vẫn hít hà đó đấy chỉ cần một chút xíu một chút xíu kẹo một kẹo đá thôi đó là cũng mừng mừng ghê gớm lắm còn À, tu sĩ bây giờ thì cái đời sống vật chất nó khá hơn rất là nhiều à, thậm chí là mấy cái mấy cái lon sữa hoặc mấy hộp bánh không có thèm à, đấy à, thậm chí xưa nói nó kỳ sư à, không biết có thể là do cái bản tánh của sư sư thì sư không thích bánh kẹo thành ra có ai cũng dùng bánh kẹo sư cũng xả hết à sư cũng xả hết à nhưng mà một số vị thì cũng thích ăn bánh kẹo nhưng mà Uh, do nhiều á Cho nên cái nào ngon Ăn cái nào dở Thôi để qua một bên Đấy Chính bởi vì như vậy Thì các quý vị đã nói Bây giờ mấy ông sư Bây giờ là mấy ông sư bơ sữa Tức là bơ với sữa nhiều quá Không như hồi xưa Hồi xưa là khổ đấy, Là như vậy đấy Nhưng mà cái gì Nó cũng có cái Ưu Và cái nhược Khổ á Tu khổ á nó cũng có những cái trở ngại của cái tu khổ Nhưng nó cũng có những cái lợi ích Của cái việc tu khổ à, Bởi vì tu khổ á, Thì điều kiện tu nó khó khăn Cho nên nhiều vị chịu khổ không nổi Thì tu không nổi Nhưng mà nếu mà chịu được á, Thì tu tiến rất là giỏi à, Nhưng mà Còn Đời sống vật chất mà thoải mái á, Nó cũng có cái lợi, cũng có cái hại Cái hại thì quý vị thấy rồi Ờ... À, tăng ni mà cứ mê mê vật chất thì tu sao được đấy nhưng mà cái lợi đó là bớt bớt khổ về tứ vật dụng thì nói thì nói tu nó cũng dễ hơn cho nên cái nào cũng có hai mặt của nó ừ.